mình không thể nào tin là một tháng Admin Ngọc Rồng ra một server luôn anh em ạ, thật sự quá ảo luôn. Cho nên là cái vấn đề mà mình cày bên server 1 thật sự rất đúng đắn anh em nhá. May mình không chơi server Super 1 đấy anh em. Ok, vì sao mình lại nói như vậy thì bây giờ mình sẽ cùng anh em phân tích và cũng như là đưa ra hướng. Dưới phần mô tả và trong comment mình có để link bio, anh em có nhu cầu gì về Ngọc Rồng Online thì anh em có thể ủng hộ mình nhá. Ok, thì như anh em đã biết thì đây, lên fanpage của Ngọc Rồng Online anh em biết ngay là hiện tại Admin chính thức ra mắt cái chức năng gọi là ra server 2 anh em ạ. Vậy là không biết là từ lúc server Super 1 ra ấy thì không biết là được bao lâu nhỉ? Mình nghĩ đâu đó khoảng hơn tháng thôi, chưa đến một tháng hoặc là hơn một tháng tí thôi, Admin đã ra server 2 rồi. Thì anh em thử hỏi là những anh em chơi server Super 1 thì anh em sẽ nghĩ như thế nào đối với anh em? Thì nếu mà ông nào mà đã xác định đầu tư rồi thì chẳng lẽ bây giờ cày Super rồi ra Super 2 lại không vào để cày tiếp đúng không anh em? Quá lú luôn anh em ạ, quá buồn cho những anh em nào đã xác định chơi server Super 1. Lúc kia mình đã chúc mừng những anh em nào bên server Super 1 vì anh em bỏ ra số tiền kha khá ít, anh em được top này và anh em được set kế hoạch vĩnh viễn. Mình nghĩ là nó phải 2-3 tháng để anh em có thời gian anh em thu hồi vốn. Sau anh em nếu mà Admin có server 2 thì ok anh em sẵn sàng qua thôi, nhưng mà vừa ra sự kiện nạp xong Admin dã luôn quả ra sự kiện 2, quá đau anh em ạ, quá đau. Thế tính ra set kích hoạt server 1 gần như là chán đời luôn anh em ạ. Cho nên là mình cũng chúc mừng những anh em nào đã xác định chơi những server mà anh em lên chơi nhá. Ví dụ như mình chơi server 1 thì mình vẫn mãi gọi là chỉ chơi server 1 thôi. Có thể nhiều anh em bảo là mình cổ hủ hay là các thứ, nhưng mà mình nghĩ là đôi lúc thì tính cổ hủ của mình nó cũng đem lại một cái gì đó may mắn cho mình đúng không anh em? Đợt kia thì mình tính là mình sẽ cày bên server Super 1 đấy, nhưng mà suy đi tính lại thì thôi mình đã chơi server 1. Ok, vậy là đến bây giờ thì nó đã Admin cho mình một câu trả lời là mình quá đúng đắn rồi. Đấy, và mình nói luôn với tất cả anh em nhé, hiện tại Ngọc Rồng Online ấy, những cái server từ server 1 đến các server khác thì mình không nói nhá, nhưng mà cái quan trọng này, bây giờ anh em đang chơi server nào, anh em cứ tập trung chơi server đấy thôi. Đó, anh em cứ tập trung chơi server đấy thôi, đừng nan man chơi những cái server khác nhá anh em. Đó, ok. Những cái server mới Admin hiện tại thì chủ yếu mục đích là hút máu thôi. Quá là buồn anh em ạ, tại vì vốn bây giờ thì những YouTuber làm ý, thì mình nói thật là bây giờ doanh thu gần như là không có anh em nhá. Doanh thu gần như là không có, làm cho vui thôi. Đó, duy trì kênh các kiểu thôi. Đấy, cho nên là cái vấn đề Admin chơi quả này thì lú luôn mà. YouTube Admin tự làm clip luôn cơ mà, lú luôn. Đấy, còn mình không thèm đọc mấy cái của Admin viết ra nha anh em. Đấy, tại vì là nói thật với anh em, để lại chả để làm gì đâu anh em ạ. Tại vì là nếu Admin mà ra nhiều như vậy thế này thì sẽ mất lòng tin của những anh em dám đầu tư vào game anh em nhé. Trước thì người ta bên server 1 đúng không? Ok, server 1 thì là một trong những server rất thành công rồi, server 2 cũng rất thành công, đến server 9 vẫn rất thành công anh em nhé. Bắt đầu ra từ server 10 bắt đầu, à không, server 8 bắt đầu game bắt đầu nát anh em ạ. Đó, đó là cái vấn đề, nhưng mà game vẫn rất duy trì ổn định. Đấy, nhưng mà vì những cái lý do như thế này thì dẫn đến cái chuyện bây giờ anh em cũng khá mất niềm tin vào chơi game rồi anh em, khá mất niềm tin rồi. Nhưng mà thôi, anh em nào đã xác định chơi server của mình hiện tại ấy, anh em nào đang chơi rồi thì anh em hãy cứ chơi đi. Đó, vì game thì mình nghĩ nó sẽ không sập được đâu, cho nên là anh em mình chơi sao cảm nhận vẫn vui thì anh em vẫn cứ chơi. Còn nếu anh em mà vì những lý do mà như này thì anh em bảo thấy chán, ok anh em nghỉ luôn, không chơi nữa, thế là ok nhất, đỡ phải đau đầu anh em nhé. Ok, và mình đính chính với anh em, mình vẫn chơi xe 1 và mình có một cái shop thì vẫn bán ở bên xe 1 luôn. Đó, thì anh em cần gì thì cứ bấm vào link bio mình để dưới phần comment hoặc dưới mô tả nhé. Đấy, Ngọc xe 1 thì mình đang để cho anh em là X10 nhé, số lượng có hạn thôi, cho nên ông ạ. Ui, ở deck thì to thế. Rồi, anh em thấy con béo béo này nhìn trông tếu tếu nhỉ. Ok nhá anh em, cảm ơn anh em xem clip mình. Bye bye anh em, bye bye.